Ngay từ sáng sớm, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã sẵn sàng lên đường hành quân với nhiệm vụ bảo vệ biên giới mùa khô kết hợp làm công tác dân vận năm 2023 tại địa bàn bản Bùa Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Để lên tới bản, các cán bộ chiến sĩ đã phải hành quân gần 10 cây số với đường đồi núi quanh co. Đợt hành quân lần này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức cho bộ đội tham gia giúp bản Bùa Hin dọn dẹp vệ sinh tuyến đường liên bản dài khoảng 4 km và giúp điểm trường Bùa Hin dọn vệ sinh môi trường với tổng số 160 công lao động. Qua thực hiện các nhiệm vụ, tôi cùng các đồng chí trong đơn vị đều phấn khởi và nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của lực lượng vũ trang địa phương giúp bảo vệ an ninh khu vực biên giới, kết hợp làm công tác dân vận, gắn kết tình quân dân. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng 7 suất quà cho các gia đình chính sách, tặng 15 cờ Tổ quốc và 96 áo ấm cho học sinh điểm trường tiểu học Bùa Hin. Những món quà nhỏ bé đã góp phần động viên tinh thần to lớn cho thầy và trò điểm trường Bùa Hin. Hôm nay con cảm thấy rất là vui khi nhận được quà của các chú bộ đội. Tôi lúc này rất là vui và phấn khởi. Qua các đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã đến và tặng quà các cháu, đặc biệt là các cháu vùng cao và các cháu dân tộc thiểu số. Thì mặc dù các cháu về mùa đông thì rất là khó khăn, rất là phương tiện đi lại, thứ hai nữa là về quần áo. Đấy, thì hôm nay đoàn đến là rất là vui và phấn khởi và xin cảm ơn cái đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La mình đã đến và tặng quà cho các cháu. Những việc làm ý nghĩa thiết thực của các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã góp phần củng cố tăng cường thế trận lòng dân vững chắc. Đặc biệt trong dịp Tết đến xuân về, việc gắn bó giữa bộ đội với nhân dân góp phần tăng cường giữ gìn an ninh, ổn định tình hình để bà con địa phương yên tâm đón Tết.